tại Việt Nam các quận huyện đó, thì cô có hát chung với lại ban nhạc Chí Tài. Lúc đó là chú Chí Tài chưa có phải là một người nghệ sĩ, đánh đàn guitar. Thành ra cô đã làm việc với chú từ lúc mà còn trẻ, và hai cô đã quen với chú rất là lâu rồi, thành ra là cũng rất là thân. Rồi sau đó thì chú đi Mỹ thì cô đi Pháp, nên không có dịp để mà gặp nhau thường. Khi nào gặp nhau thì lâu lâu có qua bên Thúy Nga để mà quay thì mới gặp. Rồi bây giờ thì nhân dịp cô đang ở đây mà nghe tin chú Chí Tài mất thì cô cũng rất là buồn, và cô muốn đến đây để nhìn mặt chú Chí Tài lần chót vậy thôi. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Anh không có giận. Cái ngày cuối khi cái hôm mà dỗ mấy em, anh không có chấp nhận anh chết anh đi đâu. Anh là người sống tích cực lắm, anh rất là yêu đời. Cho nên giờ khi mà anh em gặp nhau, lúc đó là trong cái cơn mà trong cuộc dịch, anh mới ôm, anh mới nói chứ. Cho anh ôm em cái ai chứ mà mày là tao có sợ gì hết á. Thế là anh mới ôm. Ôm xong rồi chụp hình cái ảnh mới, ảnh nói chứ không, hai anh em mình còn trẻ còn đẹp lắm, đừng có chụp như vậy. Thế ảnh mới làm hề. Tức là 4-5 tấm anh em là ảnh cứ tạo dáng này, tạo dáng kia, tạo dáng nọ. Tức là cái đối với ảnh là không, anh không bao giờ có một cái ý nghĩa gì để mà dừng công việc hay là dừng cái nghề của ảnh. Luôn luôn ảnh sống rất là tự tin, ảnh tự tin và ảnh rất là yêu đời. Thì chị mới nói rằng là anh ơi anh ốm á, anh phải mập cái việc cái thân hình đi được, nhưng mà anh ốm lắm. Cái ảnh mới nói không, tao đẹp mày mới xấu đó, mày mới xấu đó, mày mập mày xấu đó. Cái nói vậy mới nói không, anh phải mập ra một chút xíu chứ anh không có nên như vậy. Cái ảnh mới nói anh ốm cái nào chỉ em, cái ảnh mới làm nè, được rồi, bí mật để anh chỉ cho mày. Và lúc nào ảnh cũng rất là thương em Út, chưa bao giờ mà thấy ảnh giận hờn hay là thấy ảnh, thí dụ như ảnh có giận đi thì anh nói ra. Và trong cuộc sống á, ảnh rất là đàn anh. Chị nhớ hoài khi mà chị không bao giờ mà chơi đánh bowling, bao giờ ảnh thích chơi đánh bowling lắm. Ba chị mất, chị nhớ lúc anh đi diễn về là 12 giờ, 12 giờ 1 giờ, anh biết tính chị là ít chơi qua, xong rồi về cái là anh cứ 1-2 bắt chị đi chơi bowling. Hôm nay em không biết chơi nữa, anh chỉ cho, vui lắm. Và anh làm tất cả mọi cái á để cho mình đừng có buồn. Anh sẵn sàng anh chia sẻ rất là nhiều thứ ở trong cuộc sống, có nhiều khi mình buồn cái gì anh biết. Và anh gọi điện thoại, nếu không anh em không gặp được nhau thì anh gọi điện thoại rồi anh nói
anh đúng mực lắm. Thì ngày cuối cùng đó là có cái việc gì, ít bao giờ chị đến bao giờ một cái bức xúc gì đó giờ chị nói nhiều với ai, nhưng mà riêng với anh Tài thì giống như đứa em vậy đó, thì cứ gọi điện thoại tỉ tê với nhau. Không ai tin. Thật ra là mọi người rất là đau, mọi người rất là buồn, bởi vì không nghĩ rằng là anh lại chào mọi người anh đi như vậy. Thì còn một lần là anh yêu nghề lắm nha, anh dễ thương lắm. Bao giờ anh cũng người làm việc rồi, cho dù là không phải là công việc mà cái cuộc mà mình dùng cái từ là bạn bè đó, mà tiệc đối xử tổ chức với nhau đó, anh có chỉ nhớ có lần là anh đờn cho chị hát sinh nhật Hoài Linh thì phải, tập cho đã xong rồi cái chị Linh thì giận cái chị hát khách thai nghiệp, anh giận anh dục mà tụi chị ác lắm, tụi chị chọc cái cho anh giận á, mà anh nhảy nhảy lên, tức là anh nói hát cái gì vậy, hát thì giết anh rồi, cái chị mới chọc nó chơi thôi mà làm gì dữ vậy, nhưng anh cũng bắt mình là phải diễn đàn hát đàng hoàng tử tế, mà tụi chị hay chọc anh lắm, rồi bắt anh đủ thứ trơn trọi. Bây giờ nghĩ là sao mình mình ý là mình làm em rồi ảnh thương mình rồi mình hay chọc ghẹo ảnh, không biết là lúc đó anh có buồn hay không mình không biết. Bây giờ nghĩ là mất mà anh hồi cái mình mới cảm giác rằng là thôi thì anh đi sớm thì anh sẽ xuống dưới thì anh cũng sẽ gặp được bạn bè rất nhiều người, rồi từ từ thì biết đâu thành lập một đoàn kịch ấy đó. Thank you.
nên là nói anh là cũng nên coi nghiên cứu lại để khi nào mà cái sự việc mà nó là rõ ràng đâu đó thì mình là cái người nghệ sĩ mình thông báo cho anh em biết. Thì anh vừa trả lời với anh Vũ Thanh xong thì anh cúp máy, thì có một cái cô phóng viên cổ mới điện lại cho anh, cổ mới nói là anh Tơ ơi, anh có hay là nghệ sĩ Chí Tài vừa qua đời không? Dạ. Thì anh mới nói em mà anh cũng chỉ mới nghe thoáng thôi, nhưng mà anh nghĩ rằng đây chắc là cái tin lá cải, tin dịch gân cuối năm, cái kiểu mà sự tân đan chơi, anh nghĩ như thế. Nhưng mà thì cô ấy cô nói không anh ơi, đây là sự thật, bởi vì cái người quản lý của anh Chí Tài là đã khẳng định 100% là anh Chí Tài ảnh tập thể dục, ảnh bị đột quỵ và anh đã ra đi rồi. Thì lúc bấy giờ thì em biết mà anh có cái sự mà bàng hoàng, bởi vì đối với anh Chí Tài á, là một cái người anh mà Hồng Tơ phải nói là rất trân quý, bởi vì anh sống anh Chí Tài là luôn sống với tình cảm với anh em đồng nghiệp, với tất cả những mọi người, có nghĩa là rất là hòa đồng, mà anh rất là bình dân. Anh mà cái kỷ niệm trong cuộc đời của anh đó là anh Chí Tài và Hoài Linh là hai cái người đã đứng ra đại diện cho cái đàn trai, là đại diện cho cái ngày đám cưới của anh, đại diện cho cái ngày đám cưới của anh, cho nên nó là cái kỷ niệm của anh không thể nào mà quên được, bởi vì ngày hôm nay anh sống với vợ con anh hạnh phúc. Thì những cái kỷ niệm đầu đời, những cái kỷ niệm trong cái ngày mà cưới của anh đó với bà xã anh, con anh giờ, thì anh không thể nào quên được Chí Tài và Hoài Linh, bởi vì hai người đã có những cái mà phải nói gì, phải nói là hết lòng vì anh. Mặc dù show của anh Chí Tài và Hoài Linh rất nhiều, nhưng mà cũng dành cái thời gian đó để cho anh, cho nên những cái tình cảm trong anh và với anh Chí Tài, mặc dù anh em ít có làm chung với nhau, nhưng Hồng Tơ luôn luôn là nghĩ Chí Tài và Hoài Linh là hai cái người mà là có những cái kỷ niệm sâu sắc trong đời của cuộc đời Hồng Tơ. Cho nên khi mà nghe anh bất ngờ ra đi như thế đó, thì nó ngoài cái tình đồng nghiệp ra, còn có một cái tình con người á, nó tại sao mà nó lại có những cái nó bất ngờ như thế, cho nên mình khó tránh khỏi những cái hụt hẫng và những cái gọi là một cái sửng sốt, một cái gọi là choáng. Thật sự ra khi mà hay tin là nó đúng thật sự là anh Chí Tài ảnh đã đi rồi, thì tự nhiên hai cái nước mắt ở trên cái khóe mắt của Hồng Tơ bắt đầu từ từ rơi, nhưng mà nó rơi theo cái kiểu mà nó làm như là mình tiếc nuối, mình cảm thấy mình thương tại sao lại dẫn số như vậy. Anh thật ra Chí Tài thì chỉ lớn hơn Hồng Tơ chỉ là 1 tuổi thôi, anh Chí Tài năm nay anh 62, Hồng Tơ 61 rồi đó, cho nên anh Chí Tài chỉ lớn hơn Hồng Tơ chỉ có 1 tuổi thôi. Cho nên là cái kỷ niệm sâu sắc đó là trong cái cuộc đời mà ngày hôm nay Hồng Tơ sống hạnh phúc với vợ con, có được vợ con như thế, cho nên Hồng Tơ vẫn nhớ Chí Tài và Hoài Linh, hai cái người trong cái đêm tân hôn của Hồng Tơ, hai người đã có mặt và đã lo lắng cho Hồng Tơ.